hạnh kính chào quý khán giả. Thưa quý khán giả, nhân kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12, tạp chí Văn nghệ xin gửi tới những người lính với tất cả tấm lòng và sự hàm ơn trân trọng. Tạp chí Văn nghệ hôm nay sẽ có những tiết mục thú vị, triển lãm tranh kháng chiến của họa sĩ Nguyễn Thanh Minh, phóng sự về thăm Đức Phật, dự án không gian nuôi động của Ngô Lực, tác giả tác phẩm nhạc sĩ Đức Huy và Con tim đã vui trở lại, Dọc đường đất nước, Cù Lao, Thành An, Cần Giờ, mỗi tuần một nhân vật, nhà thơ, nhà báo, Phan Hoàng, Kính đa trồng, Nón ơi. Phần phim truyện sẽ là tập 18 của bộ phim Linh Lan Trắng. Cuối cùng là cuộc trò chuyện với ca sĩ Châu Gia Kiệt trong phim Linh Lan Trắng. Và bây giờ để mở đầu tạp chí Văn nghệ, mời quý khán giả đến với bộ tem Tây Nguyên vừa được phát hành. Bộ Thông tin và Truyền thông vừa mới cho ra mắt công chúng bộ tem về Tây Nguyên. Bộ tem này gồm 3 mẫu và 1 lóc, khái quát những đặc trưng cơ bản của sinh hoạt văn hóa cồng chiêng của toàn vùng Tây Nguyên. Đây là bộ tem nằm trong series tem giới thiệu về các di sản văn hóa thế giới của Việt Nam. Bộ tem có 3 con lẻ với khuôn khổ 43 x 32mm và block kích cỡ 90 x 63mm với 4 mệnh giá 800 đồng, 5.000 đồng, 8.000 đồng và 12.000 đồng. Họa sĩ bưu chính nổi tiếng Đỗ Lệnh Tuấn là người thiết kế bộ tem này. Từ những ngày đầu của cách mạng tháng 8 đến nay, chúng ta đã phát hành hơn 3.500 mẫu. Trong 3.500 mẫu đó, nói lên đầy đủ các hoạt động văn hóa, xã hội, lịch sử đất nước, con người Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ. Nhân dân ta đã giành được những thắng lợi hết sức to lớn trên toàn diện các cái mặt hoạt động. Đây cũng là một ghi nhận một cái đặc điểm của tem bưu chính Việt Nam. Nó không phải chỉ là dùng để làm thanh toán cước phí, mà nó đã trở thành một môn sưu tập, một văn hóa chơi tem để nhằm giáo dục tôn vinh con tem và cũng là giáo dục thế hệ trẻ trong cái việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc của chúng ta. Ngày ra mắt bộ tem Tây Nguyên, Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã trưng bày tem Việt Nam qua các thời kỳ. Những sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước như Đại hội Đảng, hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các trận chiến đấu thắng lợi của quân và dân ta đều được thể hiện trên các con tem và được phát hành trong suốt nhiều năm qua. Bên cạnh đó, sinh hoạt văn hóa của các dân tộc trên khắp mọi miền đất nước, hình ảnh con người Việt Nam kiên cường, chịu thương chịu khó và những danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Việt Nam cũng được thể hiện trên những con tem, đã làm cho những người sưu tập tem hiểu và yêu thêm lịch sử và văn hóa nước nhà. Những con tem giờ đây không chỉ là vật để trao đổi hàng hóa, lưu thông trên thị trường mà còn là sứ giả của văn hóa. Với hai màu chủ đạo đen đỏ cùng những chiếc còng, chiếc chiên, mái nhà rông đã tạo nên một ấn tượng rất đặc trưng về vùng đất Tây Nguyên qua bộ tem được ra mắt lần này. Những nét đẹp và những sinh hoạt văn hóa của Tây Nguyên đã được họa sĩ Đỗ Lệnh Tuấn chuyển tải khá sắc sảo trên các con tem. Việc lưu hành bộ tem Tây Nguyên cũng là dịp khẳng định giá trị vững bền của không gian văn hóa cồng chiêng đã được UNESCO công nhận di sản văn hóa của nhân loại. Dạ, họa sĩ Nguyễn Thanh Minh là một trong số ít họa sĩ vẽ tranh kháng chiến còn lại của thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra ông còn sở hữu hàng trăm bức ký họa về chiến tranh của ông đã vẽ trong suốt hai cuộc kháng chiến mà ông đã đi qua. Nhân kỷ niệm 63 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, tạp chí Văn nghệ xin giới thiệu đến quý khán giả những hình ảnh về quân và dân ta qua những tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Thanh Minh. Từng sống, học tập và tham gia kháng chiến trên nhiều mặt trận, trực tiếp chứng kiến sự ác liệt của chiến tranh, sự chiến đấu kiên cường của quân và dân ta. Tất cả những trải nghiệm đó đã được họa sĩ Nguyễn Thanh Minh đưa vào tranh với sự đam mê mãnh liệt.
phẩm của ông phần lớn là đề tài chiến tranh cách mạng, và ông đã trung thành, bền bỉ với đề tài này suốt gần 50 năm hoạt động nghệ thuật. Ở tuổi thất thập cổ lai hy, ông mới có cơ hội ra mắt những tác phẩm của mình với công chúng thông qua một cuộc triển lãm cá nhân đầu tiên, và có lẽ đây cũng là triển lãm cá nhân cuối cùng của ông. Từ khi còn là học sinh miền Nam tập kết ra Bắc, họa sĩ Thanh Minh đã yêu thích hội họa và bắt đầu tập tành sáng tác. Nhưng mãi cho đến sau này, khi đất nước thống nhất, ông mới có thời gian hoàn chỉnh các tác phẩm của mình. Xem tranh của ông, những người từng sống và chiến đấu ở chiến trường miền Bắc, đặc biệt là ở Thanh Hóa, sẽ nhớ mãi những kỷ niệm mà mình đã trải qua, như trận địa pháo Cầu Hàm Rồng, hình ảnh đội nữ dân quân Hoa Lộc, lão quân Hoàng Trường, vân vân. Dù vẽ nơi tuyến lửa hay những công trường ngập nắng và bụi, họa sĩ Thanh Minh luôn chọn những góc nhìn yên tĩnh và lãng mạn. Ở đó có những chiến sĩ bộ đội sẵn sàng chiến đấu, hy sinh bảo vệ tổ quốc và không ngại gian khó để sống trọn vẹn với lý tưởng của mình. Tranh của họa sĩ Thanh Minh là sự phản ánh hiện thực của cuộc đấu tranh đó. Thành thật, mộc mạc, trong sáng là phong cách, cũng là tính cách của ông. Với tư cách là một nhà nghiên cứu về lịch sử mỹ thuật Việt Nam, thì trong quá trình đó, khi đặc biệt là nghiên cứu các ký họa của họa sĩ Nguyễn Thanh Minh, cũng như là họa sĩ Quỳnh Phương Đông, họa sĩ Nguyễn Văn Kính của Tấn Long Châu, rất là nhiều ký họa của các anh em họa sĩ trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ của nước. Thì rõ ràng rằng cho đến ngày hôm nay thì chúng ta phải công nhận rằng đó là những giá trị, đó là những giá trị về mặt lịch sử và giá trị về mặt nghệ thuật mà bây giờ chúng ta khó tìm được lắm. Chính nhờ những cái ký họa đó mà những thế hệ trẻ ngày hôm nay mới thấy được cái tinh thần đấu tranh kiên cường bất khuất của ông cha chúng ta trong giai đoạn chống Mỹ của nước. Ông họa sĩ Nguyễn Thanh Minh đã thể hiện tất cả tấm lòng của mình, cảm xúc của mình trong những ký họa đó. Và giờ đây ngồi lại nhìn lại những cái họa đó bằng cái ký ức thời gian, họa sĩ Nguyễn Thanh Minh đã xây dựng những hình tượng nghệ thuật trong những tác phẩm sơn dầu của mình. Qua nhiều cuộc triển lãm ở thành phố tổ chức cũng như là của trung ương tổ chức đó, thì chúng ta thấy là đã có những tác phẩm đến với công chúng. Bên cạnh những tác phẩm về đề tài chiến tranh cách mạng, họa sĩ Thanh Minh còn sở hữu gần 300 bức ký họa kháng chiến. Đây là một gia tài quý giá mà ông đã gìn giữ gần 50 năm qua. Nhắc đến họa sĩ Thanh Minh và nhiều họa sĩ khác cùng thế hệ với ông, ấn tượng sâu đậm với người xem vẫn là những bức ký họa mang đậm hơi thở của cuộc chiến đấu của quân và dân ta, cháy bỏng và rạo rực trong lòng mỗi người một thực tế đầy sinh động, một thời hào hùng đã được ghi đậm vào ký ức với một dáng đứng Việt Nam bi hùng, oanh liệt. Tôi đam mê nhất là cái dòng tranh kháng chiến, bởi vì bản thân tôi là họa sĩ kháng chiến tham gia ngay từ 1947 đã vào chiến khu tham gia kháng chiến. Bản thân mình là người kháng chiến, cho nên là mình rất đam mê cái mảng đề tài chiến tranh. Hiện nay thì có nhiều người họ nghĩ rằng cái đề tài chiến tranh là đề tài lỗi thời, nhưng mà theo tôi thì đề tài lịch sử thì không bao giờ lỗi thời hết. Ví dụ bây giờ mà vẫn nói về Hai Bà Trưng, nói về Trần Hưng Đạo cũng rất là mới, mà chúng ta có tự hào đó là truyền thống anh hùng của dân tộc. Từng là hiệu phó của Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh suốt 12 năm liền, nên tại triển lãm cá nhân đầu tiên, họa sĩ Thanh Minh đã được nhiều thế hệ học trò, đồng nghiệp, bạn bè tập kết ngày xưa đến chúc mừng và chia sẻ thành công của ông. Có lẽ đây là giây phút hạnh phúc nhất của người họa sĩ đã hết lòng với nghề này. Sau khi về hưu, ông vẫn tiếp tục sáng tác, vẫn vẽ theo phong cách của mình, nhẹ nhàng, thư thái.
ông có nhiều thời gian sử dụng vốn sống và tư liệu đã tích lũy từ bao năm qua. Tại triển lãm lần này, ông còn chia sẻ với công chúng những sáng tác mới về cuộc sống, sinh hoạt của người dân Bắc Bộ mà ông ghi lại qua ký ức của mình. Đó là những làng quê thanh bình của tỉnh Hà Đông, mùa thu hoạch ở vùng Tây Bắc, ngõ chợ Khâm Thiên, hình ảnh những người vợ, người mẹ tảo tần sớm hôm và cả những con vật gần gũi với cuộc sống. Đây là cuộc triển lãm cá nhân đầu tiên trong đời, cho nên tôi rất xúc động và rất hân hạnh được đón tiếp rất nhiều đại biểu, các bạn đồng nghiệp, bạn bè thân hữu cũ cũng như học trò cũ của tôi. Tranh của tôi thì tôi cảm thấy bình thường lắm, nhưng mà là một người đã bước vào ngưỡng cửa của tuổi 70 thì tôi mong muốn có một cuộc triển lãm cá nhân trong đời, cho nên hôm nay mở được cuộc triển lãm này tôi rất vui mừng. Sống hết mình với hội họa và giáo dục, với nhiều tác phẩm có giá trị về đề tài chiến tranh cách mạng, họa sĩ Thanh Minh có thể tự hào nhìn lại chặng đường mà mình đã đi qua thông qua triển lãm đầy ý nghĩa này. Nga lên trên em. Thưa quý khán giả, với mong muốn mọi người gần gũi nhau hơn, xóa bỏ ranh giới giữa các mối quan hệ, giữa các không gian, giữa nghệ thuật và cuộc sống, họa sĩ trẻ Ngô Lực đã thực hiện dự án nghệ thuật mang tên Không gian lưu động với nhiều hình thức trình diễn đa dạng và phong phú. Đa số nghệ sĩ, các nhà xã hội học cũng như rất nhiều nhà nghiên cứu và người dân vẫn cho rằng với sự phát triển kinh tế vượt bậc và tốc độ đô thị hóa một cách chóng mặt như hiện nay, Việt Nam chẳng bao lâu nữa sẽ trở thành một nơi mà con người ít có khả năng chia sẻ và dung hòa với nhau qua những cuộc gặp gỡ, tiếp xúc, những không gian mang tính công cộng. Với mong muốn tạo ra một không gian độc lập, họa sĩ trẻ Ngô Lực đã thực hiện dự án Không gian lưu động và các họa sĩ trẻ bằng nghệ thuật sắp đặt và trình diễn. Họ sẽ xử lý và chia sẻ không gian của mình với mọi người, đặc biệt là bạn bè, những người thân thiết xung quanh mình. Ở Việt Nam mình cái tinh thần làm việc theo cái kiểu cộng đồng, làm việc theo một cái sự kết hợp là một điều rất là khó khăn và cũng không quen, rất là lạ lẫm đối với rất là nhiều nghệ sĩ. Thì cũng phải anh em cũng phải nói chuyện, phải chia sẻ, phải làm gì đó, phải phân tích với nhau rồi cùng nhau để hiểu. Thì cái thành công lớn nhất của dự án này á, đối với tôi á, thì tôi nghĩ là mọi người có thể ngồi cùng được với nhau, mọi người có thể cùng chia sẻ được với nhau và chia sẻ cái ý tưởng mà hồi nào đến giờ các nghệ sĩ chưa bao giờ có thể làm được điều đó. Bởi vì nghệ sĩ thì vẫn được coi như là một cái gì đó rất là bảo thủ và có cái tôi rất là mạnh. Thì cái dự án này tôi đã làm được điều đó. Bởi vì tôi đã lôi kéo được mọi người, tôi đã làm cho mọi người vẫn có cái thể hiện của chính mình mà vẫn có cái nhìn nhận với cộng đồng. Và hai thứ đó nó được liên kết với nhau. Dự án này được 6 nghệ sĩ thị giác tham gia. Mỗi người sẽ tự ý thực hiện ý tưởng và thể hiện tác phẩm trong vòng một ngày qua việc trưng bày, giới thiệu, trình diễn tác phẩm và khai thác không gian lưu động của chính mình. Với Trần Thanh Trung là tác phẩm trình diễn Nghe bằng mắt. Cô chuyển tải thông điệp thông qua nghệ thuật con người lắng nghe nhau. Và với cô, người đàn bà luôn luôn thăm thẳm và đầy biến đổi. Còn Lê Võ Tuân cũng là một tác phẩm sắp đặt và trình diễn liên quan đến thông tin. Tất cả các thông tin được bày biện qua trang báo. Trang báo mô phỏng hình tròn, hình trái đất, hình chuyển tiếp, hình thông tin lưu lại, hình của sự chuyển động,
Kết quả mã 12, kết quả tổng hợp 1.800 ý kiến. Bùi Chát, Phạm Hữu Thắng, Như Quy, Ngô Lực đều có những tác phẩm khá ấn tượng, làm mọi người gần gũi nhau hơn, xóa bỏ mọi ranh giới giữa các mối quan hệ, giữa các không gian, giữa nghệ thuật và cuộc sống. Tất cả chỉ còn lại là cuộc chơi đúng nghĩa với tinh thần kết nối nghiêm túc. Tôi tham gia cái dự án này rất là bất ngờ khi được nhận lời mời của cái anh Ngô Lực, thì nghệ sĩ đã khởi xướng lên cái dự án này. Thì để mà có một cái tác phẩm trong cái không gian của nghệ sĩ Ngô Lực thì tôi đã suy nghĩ rất là nhiều. Và cái chữ đó trong quay tôi tham gia vào dự án thì nó liên quan đến tác phẩm của tôi, liên quan đến những cái vấn đề thông tin, những cái vấn đề xoay tròn của cái một thế giới, một thế giới phát triển về cái thời đại thông tin. Thì tác phẩm tôi thể hiện cũng rất đơn giản, bởi vì tôi cũng là một người thích âm nhạc, nên thành thực ra là cái tác phẩm đó nó kết hợp cả installation, performance và cả âm nhạc nữa. Cái dự án Ngô Lực là một cái dự án nó tương đối mở, thì mọi người trong cái không gian mình có thể hiện được mình trong một ngày. Thì tôi chọn cái chủ đề của tôi, ý tưởng là sử dụng miễn phí để tức là để thấy được một số cái điều là bây giờ người ta quan trong mối quan hệ, người ta thường là hay tính toán quá nhiều, thì thông qua cái đấy là mình tự biến mình thành một cái công cụ cho người khác sử dụng. Và đôi khi trong cuộc sống là không cần phải quá nhiều về tính toán. Thứ hai nữa, để cho cái ý thức về tính công cụ của mỗi người, người ta có thể trở thành công cụ cho một người nào đó hoặc cho một cái lý tưởng gì đó đại khái. Thì nếu mà không ý thức nhiều về tính công cụ thì người ta lại biết tự trả thành một công cụ mà không biết. Thông qua các cuộc trình diễn mang tính tương tác giữa nghệ sĩ và công chúng, dự án không gian lưu động của Ngô Lực đã thành công khi tạo ra được một không gian có sẵn để khơi gợi một hành vi tương tác, để mọi người hòa chung với tác phẩm và cảm nhận tác phẩm theo cách riêng của mình. Và anh cũng chuyển tải được thông điệp nghệ thuật không phân biệt ranh giới, chất liệu, không giới hạn về cách thức biểu hiện, trường phái, quá khứ, hiện tại và tương lai. Tất cả những gì tồn tại, vô thức, ý thức, vật chất đều có thể làm chất liệu cho nghệ thuật. Vừa đến với dự án không gian lưu động của họa sĩ trẻ Ngô Lực, và bây giờ mời quý khán giả đến với những hình ảnh của đất nước Ấn Độ qua phóng sự về thăm đất Phật do đạo diễn Đỗ Bèn và quay phim Minh Quý thực hiện. Chuyến hành hương của chúng tôi đến Ấn Độ lần này không nằm trong cuộc hành trình khám phá huyền bí sông Hằng đang được phát sóng trên HTV, mà chỉ đơn giản trong vai trò của những du khách phương xa đến để chiêm ngưỡng, ghi nhận và chia sẻ với mọi người cảm xúc của chúng tôi về những công trình kiến trúc ở Ấn Độ qua ống kính của mình. Người Ấn đặt tên cho ngôi đền này là Muganha Koti Viha. Nó khác hẳn những kiến trúc đền chùa Phật giáo khác ở Ấn vì được xây dựng từ đá phấn, một dạng chất liệu chứa canxi carbonate xuất hiện tự nhiên, bao gồm phần lớn là vỏ của các vi sinh vật thủy sinh. Đền Muganha Koti Viha được xây dựng từ năm 1931, tọa lạc ở Sanath, một trong năm điểm hành hương mà Phật tử không thể bỏ qua khi có dịp đến đất nước này, gần cột bia tưởng niệm vị đại đế Ashoka. Sanath cũng được xem là một địa danh về khảo cổ học. Ngôi đền rất nổi tiếng và là niềm tự hào của người Ấn
với những bức tranh vẽ trên tường độc đáo, hiện diện ở khắp mọi nơi, không chỉ ở phía hành lang mà còn bên trong chánh điện của ngôi đền. Khách thập phương đến chiêm bái trong tiếng nhạc du dương sẽ có cảm giác như đang sống ở thời kỳ Phật còn hạ thế. Đôi bàn tay kỳ diệu của họa sĩ Kosetsu Nosu, một họa sĩ hàng đầu của Nhật Bản, đã vẽ nên những nét khái quát về sự tích Đức Phật, tạo nên một không gian thật sống động cho chánh điện. Những hình vẽ này cũng gợi cho chúng tôi nhớ đến nghệ thuật trang trí hội họa trong các ngôi chùa Khmer ở Nam Bộ với nhiều nét tương đồng. Những hình ảnh cùng với lời thuyết minh trên loa giúp những du khách dù không phải là Phật tử cũng hiểu được khá nhiều điều về Phật Pháp, về con đường tu hành khổ hạnh của Thái tử Tất Đạt Đa, về sự linh thiêng của cây Bồ Đề và ý nghĩa của nó trong tín ngưỡng của người dân Ấn Độ và nhiều nơi trên thế giới. Điểm nhấn nổi bật trong chánh điện là tượng Phật bằng vàng với kích thước như người thật. Ở đây cũng còn lưu giữ một quả chuông đồng hình con voi ma mút do những vị thuộc dòng dõi hoàng gia Nhật gửi tặng. Đến đền Di Ha, du khách còn có thể đứng dưới tán cây bồ đề cao lớn, tán rộng trong sân đền để lắng nghe câu chuyện đầy màu sắc tâm linh kể về Đức Phật ngồi thiền và đạt thành chánh quả cách đây hơn 2.500 năm ở Bồi Gaya. Cây bồ đề này cũng cùng nguồn gốc với cây bồ đề ở địa danh linh thiêng kia. Và các con của vua Ashoka cũng mang hạt giống từ cây này đến trồng ở Mahavihara, một tu viện nổi tiếng của Sri Lanka. Nhiều Phật tử cũng đã tìm đến đây, im lặng thắp nhang thiền định để mong lãng quên những ưu phiền, cầu xin sự bình an cho cõi thế. Người bạn Ấn đi cùng với chúng tôi giới thiệu rằng Monjanha Kutiviha là một nơi mà bạn có thể đến thăm bất kỳ thời điểm nào trong năm và bất kỳ thời gian nào trong ngày, từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn. Và cho dù bạn có là Phật tử hay không, khi đến nơi này cũng sẽ tìm thấy cho mình một sự an nhiên tĩnh tại. Trong vài năm gần đây, nhiều ca sĩ nghệ sĩ hải ngoại đã về quê hương biểu diễn, tạo nên làn sóng mới trong âm nhạc. Đức Quy, người nhạc sĩ ca sĩ nổi tiếng với ca khúc Bất Hủ, trong đó có bài hát Và Con Tim Đã Vui Trở Lại, là một trong những ca khúc mang dấu ấn của nhạc Đức Huy. Cuộc gặp gỡ ngắn của phóng viên tạp chí Văn Nghệ với anh trước đêm nhạc mang chủ đề của chính bài hát ấy. Tìm một con đường, tìm một lối đi, ngày qua ngày đời nhiều vẫn nghi, lạc loài niềm tin sống không ngày mai, sống quen không ai cần ai, cứ vui cho trọn hôm nay. Nhạc sĩ Đức Huy luôn có nhiều những con tim đồng cảm. Đơn giản vì nhạc của anh quá nhẹ nhàng, gần gũi, sâu sắc và lắng động. Và Con Tim Đã Vui Trở Lại là ca khúc được nhiều người yêu thích và cũng là tác phẩm về tình yêu mà anh đã gửi gắm tâm hồn mình nhiều nhất. Trong ánh nắng mai, xóa tan màn đêm u tối,
cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới. Và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai. Tình yêu chiếu ánh sáng vào đời, tôi hy vọng được ơn cứu rỗi. Và con tim đã vui trở lại, tâm hồn nguyện yêu mãi riêng người mà thôi. Năm 1989 thì tôi đang làm việc trên những cái tàu du thuyền của Mỹ ở Hawaii. Thì lúc đó là tôi cũng đàn hát một mình những bài hát ngoại quốc. Thì lúc đó tôi rất nhớ nhà, tôi rất cô đơn. Rồi sau đó ít lâu trước khi mà tôi rời bỏ tàu đó thì tôi gặp một cái chuyện nó cũng không vui lắm về vấn đề tình cảm. Thế rồi thì sau khi mà cảm thấy tinh thần mình xuống thấp nhất đó, thì tôi tìm ra được một điều là có lẽ là chúng ta đều phải vươn lên. Và ở cuộc đời thì ai cũng có những cái vấp ngã, nhưng mà có thể là khác nhau ở chúng ta là cái cách mà chúng ta đứng dậy sau khi ngã thôi. Và tôi tin rằng nếu mà chúng ta vững niềm tin vào cái ngày mai tươi sáng thì chắc chắn là sau những cái ngày buồn, con tim của chúng ta sẽ vui trở lại. Trở về đất mẹ, đó là tiếng lòng tha thiết của những người con xa xứ. Trước những đổi thay của đất nước, những tình cảm thân yêu của khán giả quê nhà, nhạc sĩ Đức Huy như đã tìm được niềm vui to lớn trong đời và anh đã quyết định trở về sinh sống tại quê hương. Và con tim đã vui trở lại cũng chính là đêm nhạc đầu tiên của anh sẽ được diễn ra tại nhà hát Hòa Bình sau nhiều năm trở về, sau nhiều năm nhận ra những giá trị đích thực của đời mình mà bấy lâu anh tìm kiếm. Sự chân thật và tha thiết trong từng lời ca, đó là những tâm tư chất chứa những hỉ nộ ái ố của cuộc đời. Cuộc sống luôn thay đổi, luôn chứa đựng những thăng trầm, những bình yên và sóng gió. Nhưng hãy hy vọng, hãy vui, hãy yêu và hãy tin vào cuộc sống. Thành một người mới. Và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai. Tình yêu chiếu ánh sáng vào đời, tôi hy vọng được ơn cứu rỗi. Và con tim đã vui trở lại, và niềm tin đã dâng về người, cho tâm hồn nguyện yêu mãi. Còn gì bằng khi mà một người con được quay trở về đất mẹ và được sống lại cái văn hóa mẹ đẻ của mình. Có thể nói là bây giờ là cái lúc mà tôi đang cảm thấy là tôi hạnh phúc và bằng lòng nhất với cuộc đời của tôi. Và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi. Âm nhạc Đức Huy cứ nhẹ nhàng và lạc quan đến thế. Dù có vui hay có buồn, hạnh phúc hay đau khổ, thì cuối cùng anh cũng vẫn sẽ tìm thấy một tia sáng ấm áp cho riêng mình. Đó có lẽ cũng chính là thứ ánh sáng diệu kỳ mà mỗi người chúng ta luôn chờ đợi và nâng niu trong cuộc sống của mình. Trong hai tập Chỉ Văn Nghệ kỳ trước, quý khán giả đã theo dõi những hình ảnh của Cù Lao Long Phước và Cù Lao Bà Sang nằm trên sông Sài Gòn và sông Đồng Nai thuộc quận 9. Tiếp theo chuyến khám phá Cù Lao Sài Gòn, mời quý khán giả tham quan một hòn đảo nhỏ nằm giữa biển khơi thuộc huyện Cần Giờ. Tuy là đảo nhưng người dân địa phương vẫn dùng tên gọi là Cù Lao Thành An, cách trung tâm thành phố khoảng 80 km. Bến phà Bình Khánh, bến phà duy nhất còn lại của tuyến đường hơn 60 km từ trung tâm Sài Gòn đi Cần Giờ, đã cần mẫn phục vụ hàng triệu lượt khách qua lại. Trong khi người anh em song sinh của nó là phà Dần Xây đã kết thúc nhiệm vụ từ lâu khi cây cầu bê tông đảm nhiệm chức năng đưa người và xe qua sông thay cho chiếc phà chậm chạp. Từ phà Bình Khánh, chạy thẳng một đường đến ngã ba xã Long Hòa, rẽ trái, đến bến đò ở trung tâm huyện Cần Giờ để sang Cù Lao Thành An. Một vệt đất dài và hẹp nằm chơi vơi giữa biển nước mênh mông. Cù Lao án ngữ nơi đầu sóng ngọn gió,
hàng năm phải hứng chịu nhiều cơn bão mạnh của Biển Đông. Nhưng do tập thích nghi dần với điều kiện không thuận lợi của thiên nhiên, người dân trên đảo vẫn sinh sống bình thường. Phương tiện giao thông duy nhất của người dân xã đảo Thạnh An là đò máy. Gần 4.700 người dân Cù Lao đi đò, cũng giống như người dân nội thành đi xe buýt. Giá vé được nhà nước bao cấp một phần, với 5.000 đồng cho một chuyến đi, kéo dài 60 phút từ đất liền ra Cù Lao và ngược lại. Cách 2 đến 3 tiếng đồng hồ thì có một chuyến. Đặc biệt, lần đầu tiên chúng tôi thấy chiếc đò có gầm khá thấp, đến nỗi ai cao trên 1m7 sẽ hơi cúi xuống mới ngồi trong khoang đò được. Nhưng hành khách vẫn vui vẻ như thường, có lẽ đi nhiều cũng quen. Một bức tranh đẹp phơi bày trước mắt những hành khách lần đầu tiên đi biển đến với Cù Lao Thạnh An. Những mảng rừng nước Cần Giờ ngút ngàn vẫn được bảo tồn khá tốt, nằm trong khu rừng phòng hộ được Liên Hợp Quốc công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Lá phổi xanh của thành phố được người dân Cần Giờ bảo vệ tích cực, trong đó có vai trò quan trọng của cư dân Cù Lao Thạnh An, vốn từng sống bằng nghề khai thác củi từ rừng cách đây vài thập niên. Nghề đánh bắt hải sản vẫn là phương tiện mưu sinh của nhiều người dân Cù Lao. Cả Cù Lao Thạnh An có gần 320 chiếc ghe đánh bắt trên biển, bao gồm ghe đánh bắt xa bờ và cào sim giang bờ. Theo giải thích của ngư dân, cào sim là lối cào của người Thái Lan, vừa đơn giản vừa hiệu quả. Và chính nghề đi biển đã góp phần tạo nên một cuộc sống dễ chịu cho người dân Cù Lao. Tuy chưa thật sự giàu, nhưng đủ ăn đủ mặc, có dư để xây nhà tường. Cảnh trên bến dưới thuyền tấp nập nói lên được phần nào mức sống khả quan đó. Tính trung bình, cứ 4 hộ dân trên Cù Lao thì có một chiếc ghe máy, và chiếc ghe trở thành nét văn hóa của Cù Lao Thạnh An. Những căn nhà tường nằm dọc theo xương sống của Cù Lao dài khoảng 2 km, trông giống như một xóm nhỏ của một quận nội thành. Người dân kiếm thêm thu nhập bằng nghề cắt cá cơm, với giá 2.500 đến 3.000 đồng 1 kg. Vào mùa cá, mỗi chuyến tàu về hàng tấn, cả xóm xúm vào làm đông vui. Hết mùa, mỗi ngày cũng được vài trăm kg, ưu tiên cho những hộ nghèo làm thêm. Đặc biệt, trên Cù Lao không hề có trộm cắp, ngủ không cần đóng cửa. Một lão nông 87 tuổi bồi hồi nhớ lại quá khứ của dân Cù Lao. Ở đây mà làm miễu đó, họ bùng lầy không, dù xuống chứ... dưới bánh đình đó, đống bằng mà bê to vậy nè, làm nạn gì à, cầm ở miễu đi bằng ghe chèo không à, chứ không có bằng ghe máy là sau này mới có mua máy mà đi, chứ còn hồi trước đây vô và gì cũng chèo không à, hai người chèo à. Ở đây sinh sống về nghề điệp, nghề củi, sau này tớ mới sinh sống được cái nghề làm muối, đi đánh bắt cá đồ tôm đồ đó sau này đây à. Cả đời gắn bó và sống với biển, ngư dân làng chài Cù Lao Thạnh An có một nếp sinh hoạt văn hóa khác biệt với người Sài Gòn sống ở những nơi khác. Hàng năm, vào rằm tháng 8 âm lịch, tất cả ngư dân tụ hội về Lăng Ông Thủy Tướng, có lịch sử hàng trăm năm, nằm ở đầu phía nam của Cù Lao, để làm lễ cúng cá ông, tức cá voi, loài cá hiền lành và có linh tính, hay xuất hiện cứu ngư dân mỗi khi họ gặp nguy hiểm. Đồng thời, mỗi lần cá ông xuất hiện đốp mồi, thì ngư dân cũng được lợi từ đàn cá mà cá ông dồn lại để ăn. Mối quan hệ tương hỗ giữa con người với thiên nhiên được thiết lập bằng thái độ tôn trọng sự cân bằng và bền vững, con người không tàn phá vốn quý của tự nhiên.
ở đây là cái bộ xương của ông, gọi ông thủy tướng Nam Hải đó. Thì đây là cái phần cái đầu của cá ông. Người dân á, của ở vùng biển á, thì mỗi khi thấy ông Lị là tấp vào đâu đó là đem chôn, rồi hai năm sau á mới hốt cốt đem sạch sẽ, chùi rửa sạch sẽ rồi mới đem về ở cái lăng đây đó để mà thờ. Thì người dân ở biển á, thì cũng rất là kính trọng để mà tôn thờ ông. Thì huyện Giấy làm ăn trên biển. Hàng năm, ngư dân Cù Lao Thạnh An cùng ngư dân Cần Giờ tổ chức lễ nghinh ông rất trang trọng với phần lễ và hội. Phần lễ bày tỏ lòng biết ơn của ngư dân đối với cá ông, cầu cá ông phù hộ mưa thuận gió hòa, đi biển bình yên, thuận lợi, đánh bắt được nhiều tôm cá. Phần hội là dịp để mọi người nghỉ ngơi, giải trí sau một năm vất vả làm ăn với những trò chơi dân gian mang đậm nét văn hóa của người dân vùng ven biển. Chúng tôi sẽ trở lại với Cù Lao Thạnh An qua phần 2 trong tạp chí Văn Nghệ kỳ sau với những nét đẹp khác về một vùng đất của Sài Gòn vẫn còn lưu giữ nét riêng văn hóa. Thưa quý khán giả, là một nhà thơ, nhà báo có nhiều tác phẩm được công chúng mến mộ, Phan Hoàng đã tìm được chỗ đứng của mình bằng sự lao động miệt mài và nghiêm túc trong nhiều năm qua. Đặc biệt, anh đã để lại ấn tượng tốt với độc giả qua tập sách phỏng vấn các tướng lĩnh Việt Nam, Người Sài Gòn, Dạ Thưa Thầy. Trong tiết mục Mỗi Tuần Một Nhân Vật hôm nay, mời quý khán giả gặp gỡ nhà thơ, nhà báo Phan Hoàng. Phan Hoàng tên thật Phan Tấn Hùng, sinh năm Đinh Mùi 1967, ở cuối dòng sông Đà Rằng, hạ lưu sông Ba, nay thuộc thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Cùng với nhiều đồng môn các thế hệ khác nhau như Quỳnh Dũng Nhân, Lê Minh Quốc, Trương Nam Hương, Hà Thạch Hãn, Trần Nhã Thụy, Tiến Đạt, Phan Hoàng đã bước ra từ trường Đại học Tổng hợp năm 1991 và đã khẳng định vị trí của mình trong làng văn làng báo khi anh về làm phóng viên tạp chí Kiến Thức Ngày Nay. Và giữa năm 2006, anh đã chuyển sang chủ biên tờ Người Đương Thời. Anh đã liên tục ra Bắc vào Nam, gặp gỡ phỏng vấn các tướng lĩnh như Võ Nguyên Giáp, Trần Văn Trà, Trần Đại Nghĩa, Đồng Sĩ Nguyên, Hoàng Cầm, Hoàng Minh Thảo, Trần Nam Trung, Trần Văn Quang, Lê Tự Đồng, Nguyễn Minh Châu, Đồng Văn Cống, Trần Văn Thanh, Bùi Cát Vũ, Dũng Mã. Đồng thời, Phan Hoàng còn phỏng vấn hàng trăm nhân vật trên mọi lĩnh vực giáo dục, khoa học, văn học, nghệ thuật. Mà nhiều người sau khi qua đời thì gần như chỉ có Phan Hoàng mới giữ được những tư liệu sống phong phú về họ. Một cái kế hoạch, một cái dàn ý để mà phỏng vấn, và tôi cũng nhất trí với một số bạn đó, là cái phỏng vấn đó là thông minh. Nghĩa là cái phỏng vấn đó nó tiếp nối cái phần trả lời cho người ta, nhưng mà đồng thời nó lại dựa vào đó để mà gợi một cái hướng khác cho hợp với cái ý định phỏng vấn của mình. Chỉ trong thơ mà trong viết văn, làm báo, Phan Hoàng cũng là người có ý thức đi tìm, lưu giữ những ký ức lịch sử của dân tộc qua từng nhân vật và sự kiện cụ thể. Đến nay, có lẽ Phan Hoàng là nhà báo thực hiện các cuộc phỏng vấn nhân vật nhiều nhất Việt Nam, xuất bản 4 bộ sách đồ sộ, phỏng vấn tướng lĩnh Việt Nam, phỏng vấn người Sài Gòn, phỏng vấn người Hà Nội, Dạ Thưa Thầy. Các tác phẩm này đều được tái bản nhiều lần, đặc biệt là bộ phỏng vấn tướng lĩnh Việt Nam từng gây chấn động làng báo khi lần đầu được ấn hành vào năm 1997. Công
lớn của Phan Hoàng ở bộ sách phỏng vấn tướng lĩnh Việt Nam của anh là điểm gợi mở quan trọng cho nhiều bộ hồi ký của các tướng lĩnh ra đời. Có khá nhiều chi tiết bình dị, đời thường trong tập sách này. Nhờ vậy người đọc cảm thấy nhân vật được phỏng vấn không xa cách mà gần gũi. Từ những bài phỏng vấn này, tác giả giúp cho người đọc hiểu thêm những tâm tư, tình cảm rất đời thường của những vị tướng song pha nơi trận mạc. Đọc những phát biểu tâm sự của những vị tướng, nhưng chúng ta lại thấy hiện lên rõ nét về người lính Cụ Hồ, chỉ có quân đội chiến đấu vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh. Ngoài ra, nhà báo, nhà thơ Phan Hoàng còn tìm hiểu thêm những cảm nghĩ của các tướng lĩnh được phỏng vấn về các vị tướng đã qua đời như Lê Trọng Tấn, Hoàng Văn Thái, Nguyễn Chí Thanh. Nhờ vậy, hai tập sách chỉ có 270 trang, nhưng có sức khái quát lớn. Đây cũng là tập sách có ích trong việc giáo dục thế hệ trẻ, khi mà văn học còn thiếu bóng dáng những nhân vật, người lính già đầu bạc trước ngàn năm. À, thưa anh Phan Hoàng, từ tác phẩm phỏng vấn tướng lĩnh Việt Nam, rồi đến phỏng vấn người Sài Gòn, rồi đến tác phẩm là Dạ Thưa Thầy, thì từ đâu anh có ý nghĩ là thực hiện những cái bài phỏng vấn này ạ? Phỏng vấn không phải là một cái thể loại gì nó mới, nó cũng đã được thực hiện gần mấy mươi năm nay rồi. Nhưng mà để phỏng vấn cho nó có ra hình ra vóc của nhân vật thì gần như trước đây là trong lịch sử báo chí Việt Nam chưa hề có. Khi anh tốt nghiệp đại học tổng hợp, ra trường về làm biên tập viên kiến thức hiện nay, phóng viên kiến thức hiện nay, thì anh mới có cái suy nghĩ là bởi vì tạp chí nó có một cái đất rất là rộng, mà lịch sử bao giờ cũng có những sự kiện, những con người, những nhân vật cụ thể. Nếu như không viết về họ thì mọi thứ rồi nó qua đi, người ta sẽ quên lãng. Và thậm chí theo anh biết thì trước đây có rất nhiều người có công lớn, nhưng mà rồi họ mất đi, không để lại gì cho đời cả. Do đó là anh quyết định thử làm như thế nào. Một trong những người nhân vật đầu tiên anh đến phỏng vấn là giáo sư viện sĩ thiếu tướng Trần Đại Nghĩa, một người rất nổi tiếng ở Việt Nam và thế giới. Và bắt đầu kể từ đó, anh bắt đầu thực hiện những cuộc phỏng vấn vào Nam, ra Bắc, đi khắp nơi, gặp tất cả các yếu nhân và được người ta rất quan nghe. Có khi nào trong những lần phỏng vấn, đặc biệt là phỏng vấn các tướng lĩnh Việt Nam, thì anh lại gặp một sự từ chối nào đó, và khi bị từ chối thì anh phải làm cách nào để tiếp cận họ? Có một cái điều mà anh thấy rằng là các vị tướng họ luôn luôn sống giản dị, và họ không muốn nói nhiều về mình, họ chỉ muốn nói nhiều về đồng đội của họ thôi. Nhưng để khai thác về họ thì đúng là không phải là dễ dàng. Thậm chí có những vị tướng anh phải đi 5 lần 7 lượt thuyết phục họ. Nhưng rồi cũng có những vị tướng là khi mà chỉ nghe anh gọi điện thoại rồi biết nghe tên anh thôi thì họ biết anh là ai và họ sẵn sàng tiếp. Bởi vì dù sao đi nữa cũng có một chút thương hiệu và đem lại niềm tin cho các vị tướng. Khi họ tiếp cận với anh, họ nói họ muốn thổ lộ cùng anh. Thì anh cho rằng đó cũng có điều may mắn trong cái nghề nghiệp của mình. Thời điểm này là anh Phan Hoàng đã phỏng vấn gần 200 nhân vật. Vậy thì trong 200 người đó, có những người nào mà anh cảm thấy để lại cho mình những ấn tượng sâu sắc nhất? Có hai nhân vật gây ấn tượng mạnh cho anh. Thứ nhất là giáo sư Cao Xuân Hào. Thứ hai là Thượng tướng Trần Văn Trà. Thầy Hào là một người thầy lớn. Thầy đã chịu rất nhiều đau đớn, cô đơn, nhưng mà thầy không bao giờ thổ lộ ra. Đấy, bây giờ thầy vừa nhắm mắt xuôi tay để mãi mãi ra đi, thì người ta mới nhìn nhận lại, mới giật mình thấy rằng thế giới đánh giá về Cao Xuân Hào quá lớn. Thứ hai là Thượng tướng Trần Văn Trà. Trần Văn Trà không phải là vị tướng quân sự, mà Trần Văn Trà còn là một nhà chính trị, một nhà văn hóa rất sâu sắc, rất là uyên bác và phong cách cực kỳ giản dị. Trong cuộc chiến tranh của hai cuộc chiến tranh thời chống Pháp, chống Mỹ của Việt Nam sản sinh ra rất nhiều vị tướng tài ba. Bên cạnh những người xuất thân từ nông dân sau này tiếp tục học hành thì có những vị tướng xuất thân từ trí thức, và Trần Văn Trà là một trong những vị tướng trí thức như thế, cùng với Võ Nguyên Giáp, Hoàng Minh Thảo, Hoàng Văn Thái, Lê Trọng Tấn, Văn Tiến Dũng, Bùi Tắc Vũ,
thì Trần Văn Trà là một trong những vị tướng trí thức như thế. Nếu tính, nếu nói thêm thì trong đó có Nguyễn Chí Thanh và Nguyễn Sơn. Và anh cho rằng toàn những vị tướng trí thức, họ không phải là người biết chỉ biết cầm súng mà lại biết cầm bút. Và ngồi bút của họ cũng rất sắc sảo. Và nếu như không phải trở thành vị tướng, những vị tướng thì những người như Thượng tướng Trần Văn Trà cũng trở thành những trí thức lớn, những nhà khoa học, những nhà văn hóa hết sức uyên bác. Biết đến anh Phan Hoàng với lại một cái hình thức là nhà thơ, làm thơ rất là tài hoa, một nhà báo là chuyên về lĩnh vực phỏng vấn. Nhưng mà sau này khi mà theo lời mời của anh Phan Hoàng thì tôi về cộng tác bên tạp chí Người Đương Thời, thì tôi phát hiện ở người bạn Văn, một đồng nghiệp của tôi, nhiều điều mà tôi cảm thấy là tôi cần phải học tập ở anh ấy trong cái nghiệp làm báo. Sau thời gian làm việc gần 2 năm ở Người Đương Thời thì tôi thấy anh Phan Hoàng là một nhà báo rất là yêu nghề, và trong cái hành trình nghề nghiệp của anh ấy thì đầy sáng tạo. Cái sự trụ vững của tờ Người Đương Thời là 90% là ở tâm huyết, ở nhiệt tình của anh Phan Hoàng. Phan Hoàng là thế, viết báo hay làm thơ, đối với anh đều hướng tới cái nhân bản, cái cao cả của thân phận con người, số phận dân tộc. Tờ chuyên san về nhân vật Người Đương Thời do anh chủ biên cũng đi theo hướng ấy. Tờ Người Đương Thời là nơi để anh tiếp tục cuộc hành trình viết về nhân vật của mình. Đây không chỉ đơn thuần là một tờ báo, mà nó còn như một tác phẩm văn học về những nhân vật nổi tiếng của Việt Nam và thế giới, về sự nghiệp và cuộc đời của họ. Anh say mê tâm huyết với đứa con mà mình đã sinh ra, và may mắn là anh đã được đón nhận từ giới trí thức và những người yêu thích văn hóa nghệ thuật của thành phố. Trên hành trình phong phú và không ít chông gai của mình, nhà thơ, nhà báo Phan Hoàng đúng là người đi hái bụi vàng ký ức để góp phần làm đẹp thêm cho quê hương, đất nước đã sinh trưởng nên anh. Phan Hoàng đã lặng lẽ đâu đó. Vậy thì anh có thể nói một chút về cái nghiệp thơ của mình được không? Tất nhiên vừa làm báo nhưng anh vẫn vừa làm thơ. Và thơ thì luôn luôn nó giống như là một cái nghiệp không thể bỏ được. Đấy. Thì em biết rồi, trong anh cũng giống như là một cái duyên số. Và tất nhiên anh nghĩ rằng trong cái chuyện sáng tác thơ ca hoặc là truyện là không nhất thiết mà phải là số lượng, mà nó là chất lượng. Phan Hoàng thường hướng về ký ức, anh chắc chiêu từng hạt bụi vàng kỷ niệm để dựng nên những tứ thơ độc đáo. Rõ ràng thơ với Phan Hoàng vừa là sự giải tỏa, vừa là sự thức tỉnh chính mình và thức tỉnh mọi người. Anh cũng được ghi nhận là một trong những nhà thơ trẻ luôn có ý thức tìm tòi đổi mới thi pháp qua hai tập thơ đã xuất bản, Tượng Tình năm 1995 và Hộp Đen Báo Bảo năm 2005. Phan Hoàng là một người năng nổ, theo tôi đánh giá là một người tài hoa. Trong cái lứa trẻ làm thơ thì Phan Hoàng có tập là Tượng Tình, Hộp Đen Báo Bảo. Thì so với các cái bút trẻ cùng thế hệ Phan Hoàng á, thì tập thơ của anh có cái sự bứt phá hơn. Nó có cái tìm tòi, trăn trở trong thơ nhiều hơn. Hiện Phan Hoàng có một gia đình êm ấm với người vợ là cô giáo Nguyễn Bích Thủy cùng hai con nhỏ, trong ngôi nhà đơn sơ nằm ở hẻm Vườn Lài, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hậu phương bình yên để anh thỏa sức tung hoành trên trường văn hậu bút. Nhiều giải thưởng về văn học, và đặc biệt là anh đã được Việt Bút trao tặng kỷ lục người phỏng vấn nhiều nhất Việt Nam. Đó là niềm vinh dự lớn lao của một người cầm bút. Thank you.
quý khán giả, với quy định bắt buộc đội nón bảo hiểm khi đi xe máy vừa được chính thức áp dụng từ ngày 15 tháng 12 năm 2007, tiết mục Kính Đa Trồng mang tên Nón ơi kỳ này xin giới thiệu đến quý khán giả chân dung của những người mượn gió bẻ măng, thừa nước đục thả câu, lợi dụng tâm lý ngán ngại của một số người dân để trục lợi bất chính. Chị em rưỡi chị ơi, bớt đi trời, rảnh đâu nói thấp, lấy giùm em cái đi, đây bán giống nhau hết mà. Lấy con cái đi, lấy cái màu hồng đi ha, cho nó sến sến, nó hợp với màu da chị nè. Được rồi, cảm ơn chị nha. Nón đi em, mua thêm cái nữa đi em, nón đẹp nè, tại hạ giá 50% nè cơ. Ủa thị. Dạ anh Tư. Cái này mày bỏ bát chè bán nón bay. Dạ bỏ lâu rồi. Dạ hả? Trời ơi, bây giờ sớm mình ai cũng vậy anh ơi. Anh dòm kìa không? Bà Tám bỏ nghề nhiều chuyện đi bán nón bảo hiểm. Đó, ông ơi. Chất nhà em bỏ làm thôi đi bán nón bảo hiểm. Vậy hả? Ông Ba Liêm Chính cũng bỏ nghề xây dựng đi bán nón bảo hiểm luôn. Sớm mình về bán nón bảo hiểm hết trơn rồi. Vậy hả? Nhiều cái vậy? Tùy anh Tư ơi. À, ví dụ như mà anh muốn giá mà chốt dốt ở trên cục điện cũng có. Rồi anh muốn cái giá mà nó thấp lè tè dưới mặt đất cũng có. Uh-huh. Nhưng mà nó nghe nè, chỗ tình thiện ông khuyên nha. Sao? Đừng mua. Mướn ngay 5.000 cái à. Đội qua trạm chủ yếu cho công an thấy mình có đội thôi ha. Được có gì á, em kêu ông chắc là chạy xe theo lấy cái nón lại. Chủ yếu là cho công an thấy mình có đội thôi chứ mua làm gì. Vậy đi ha. Chắc ơi, chắc. Ôi, cái gì con? Dạ em à. Ôi, trời ơi, chú hai có mua gì chú hai? Chú hai mua nón hiệu nào, chú hai mua nón màu nào chú hai? Cái đội chú hai ít tâm chú hai. Chú hai nào? Ít tâm là hỏi rồi phải không? Trời ơi, anh Tư ơi, anh có lỗi anh Tư quá trời luôn. Anh Tư biết không, vợ chồng em bán riết thành tẩu quả nhà ba luôn. Cứ bán, cứ khách. Không còn biết bà con thân thuộc chứ. Ủa anh Tư. Tư ghé qua gian hàng em mua một cái anh Tư. Đẹp lắm nè, khuyến mãi cho anh Tư 50%. Trời ơi, anh Tư không trời. Có mua. Ông chỉ lấy cái đội qua trạm thôi à. Mua chi cho tốn tiền mà nguy hiểm nữa. Đúng không anh? Cả con đường này có cái trạm thôi mà. Tao nói luật đội mũ để an toàn giao thông. Nói mà mày đâu nguy hiểm. 150 cái chị. Nó là chắc dòm á. Bao đập đầu luôn. Nè nè em ơi, mua này qua mua bán cái để người xài chơi nè. Trời ơi. Bán lại hai giá. Thế nào cũng bị công an hỏi cho coi nè. 120 em. 50 nha. Trời ơi, nói gì nói 50. Thôi giống như nó quất à. Trời ơi, nói tao đẹp thì xấu mấy mẹ. Thôi. Đốt một lòng giờ, bỏ đảo trả giá không có hàng vậy. Sáng giờ tao gặp quỷ ôn gì đâu không. Sao bà Tám bà dành khách mày bị tỉnh bờ. Ôi dành chi cho nó mệt anh ơi. Em hỏi anh nè, ở cái đất nước mình bao nhiêu chiếc xe gắn máy? Hơn 2 triệu chiếc. Thì cần hơn 2 triệu người chạy xe gắn máy. Mà một người chạy xe gắn máy tính trung bình cho chở một người phía sau lưng thôi là đi đúng luật, không có kể mấy người mà tấm ba tấm bốn đâu, là tổng cộng là cần bao nhiêu cái nón bảo hiểm? Hơn 4 triệu cái. Bán sao cho xiết, dành cho nó cực. Rồi đi bán ở đây tới khoảng 12 giờ à, trưa tụi em đóng cửa về ngủ dưỡng da, chiều chở nhau đi shopping nữa. Bán nhiều quá sao đếm tiền cực. Đây nè anh Tư, nhìn thấy đây kìa, xe mới như mua kìa. Chứ là dạ. Anh Tư nhìn lại em đi, quánh giá đi à, không còn thì chắc ngày nào nữa. Trời ghê quá. À quên. Dạ. Nãy tao bay nói là đội nón nguy hiểm. Dạ. Người ta đội nón để an toàn giao thông mà bay nó nguy hiểm là nguy hiểm sao? Thì nói nhỏ nghe. Ừ. Đừng đồn ai nghe nha. Dạ. Em điển hình cho anh tôi coi nè. Cái nón này vậy phải không? Em nói bao đập là em nói xạo. Đập nó bể liền, nó yếu hơn cái thau mũ nữa. Có ai kiểm định chất lượng đâu. Đội cái kiến vô, kiến này thì mờ câm mà, che ông thấy đường chạy ha. Còn hai cái bên này nó bít hai lỗ tai, không nghe được tiếng máy, không nghe được tiếng còi xe thì làm sao mà chạy cho được. Đó còn đã. Cái dây này nó thắt theo đường có nghẹt họng. Đội cái nón vậy lên đầu mà chạy mà không tự gây tai nạn mà là chuyện lạ đó. Ủa sao cái nón ta thấy nguy hiểm như vậy à, không đạt chất lượng vậy sao bán chi vậy? Trời ơi, thì bán vậy mới có lời chứ anh Tư. Dạ. Trời ơi, cả đất nước là biết bao nhiêu người bán cái nón kiểu này. Chứ đâu phải chỉ riêng gì vợ chồng em đâu. Đúng rồi. Ủa? Làm gì mà ngồi thúc thích vậy? Bà nói tôi hôm nay bà đi thăm tí sao giờ còn ngồi đây? Ừ, thì ghê lắm ông ơi. Gì ghê? Ghê dễ sợ luôn rồi đó. Cái gì? Tôi đi thăm thằng tí. Ừ. Đi ra tôi quốc lộ á. Cậu thấy một cái tai nạn giao thông thấy sợ lắm ông ơi. Thấy sao? Không có nói được. Kể nghe coi. Cái này
tàu hủ chào dỗ tao nó tùm lum hết trơn ghê lắm. Vậy là cái bà đó bán tàu hủ hay là ông đó bán tàu hủ? Hiểu rồi, trời ơi, tôi nghĩ là phụt ốc da. Trời ơi, nổi chân gà. Cũng phải thôi, ngày nào. Trời ơi, thế ghê lắm. Có đội nón bảo hiểm mà vẫn phụt ốc ra. Vậy là có nghĩa là cái nón này là kém chất lượng hàng giảm rồi. Quên nhắc cái vụ mà nón kém chất lượng hàng giảm mà tôi mới nhớ. Mới gặp ông Thị với bà Tám, bây giờ bỏ bán chè, bỏ áo bán hết rồi. Bán nón bảo hiểm mà là nón kém chất lượng hàng giảm không. Ghê không? Để tôi coi coi. Đưa đây. Ủa? Sao bây giờ đổi nón khác nữa rồi? Mất nữa rồi phải không? Nhưng tôi hứa lần này không mất nữa đâu. Tôi nói ông có nghe không? Nghe. Yeah. Ông đổi nón này ông thấy làm sao? Nóng nực, bực bội, nặng đầu quá. Thôi ráng đi chứ không ra không được. Tại vì cái này bắt buộc tao bắt buộc phải đợi biết không? Biết. Mà nóng đợi té xuống chấn thương sọ não chết biết không? Biết. Ây, ây, ây. Trời ơi, chưa thấy chấn thương đâu mà bà chọt vô bài tôi được gãy cổ tôi à. Gãy cổ cái gì? Ông chạy ông thắng gấp qua tôi nửa đầu thôi. Giờ chặn thì chặn ha. Rồi chặn vậy đi. Ông cột kỹ chưa? Trời, yên tâm, buộc dây rất kỹ. Mà không sao, nếu có mất á, thì cái cha chủ của bãi giữ xe này phải đền. Đền cái con khỉ. Hồi nãy người ta đã nói với ông rồi, người ta chỉ giữ xe chứ người ta không có giữ nón đâu. Nón mất á, là mình chịu trách nhiệm chứ không phải người ta đâu. Ôi dễ gì mất. Đây. Cái nón mất rồi. Cũng tại ông là biết hết trơn á. Hồi nãy tôi đã nói với ông rồi, ôm hai cái nón đi bên mình đi, không có chịu đâu ha, đưa để cột ha. Bây giờ ông gặp kỳ phùng địch thủ rồi, chẳng những nó xuyên mở cái dây ra nó lấy cái nón của ông, rồi bây giờ nó xuyên cột lại cái dây để cho ông đỡ cực, thấy không? Trời ơi là trời, vậy thì làm sao tôi đủ kiên nhẫn mà tôi chấp hành luôn cái trận. Thôi khỏi kêu trời nữa, theo tôi đi. Đi mua nón nữa hả? Rồi sẽ biết. Ông nhìn gì dữ vậy? Sao thì thấy ta đẹp, ta đổi nón đẹp nhìn. Mà công nhận đẹp thiệt phải không ông? Đẹp mà ta trẻ ta đội gì cũng đẹp đó, mình già rồi. Thôi đi theo tôi đi. Dạ, già đã có thời trang của già mà trẻ đã có thời trang nón cho trẻ đó bác. Dạ, hai bác ngồi đi. Dạ. Tại này hôm nay á, tôi đau đầu vì cái nón bảo hiểm dữ lắm. Dạ. Ông nhà tôi thì ổng muốn mua cái nón bảo hiểm mà thượng vàng hạ cám quá đi, mình không biết lại đâu một lần đó. Bây giờ sẵn nhờ cô hướng dẫn giùm coi mình phải mua cái nón nào nó an toàn, nó có chất lượng. Dạ. Đó, chứ còn đi mua ba cái nón giả, trời đất ơi, nó kém chất lượng. Đó. Rồi nó dở quá, rồi có nhiều khi nó còn nguy hiểm, còn hơn là mình không có đổi nón. Đó. Nữa đó. Vừa đau trên này nè, bả ngồi sao bả chọt vô óc đau hai thứ. À, hai bác chờ con chút xíu ha, con sẽ lấy chiếc nón ra chỉ cho hai bác biết nha. À, con sẽ... Đẹp quá. Con chỉ cho hai bác biết là cái nón nào là nón tốt và nón nào không tốt ha. Nếu mà là một cái nón tốt đó, thì cái lớp mà chống sốc bên trong này rất là chặt chẽ nè, may rất là kỹ. Đó bác thấy không? Còn cái lớp mà ốc vít đó, các cái con ốc này được dặn rất là chặt. Ý trời, xin lỗi, đụng tay cô nữa. Bác trai vui tính quá à. Và cái mà dễ nhất đó là hai bác nhìn cái lớp sơn bên ngoài và cái lớp nhựa. Đây. Dạ đây, đó. Rất là dài, bác thấy không? Mình nhìn là mình thấy liền. Đó, đây là một chiếc nón tốt, đạt chất lượng. Dạ. Nói thiệt, nghe cô giải thích đó thiệt, nghe nó thích gì đâu ha. Dạ. Đó cũng giống như cái cặp nam nữ mà hồi nãy mà người ta chạy xe đi ra đó nha. Đó. Họ vừa đẹp nè, rồi mà họ đội hai cái nón thụ thấy đẹp quá chừng luôn ha không? Dạ cái nhưng nón mà đó. Nhưng mà tôi nói cô nghe nha, đội đẹp thì có đẹp thiệt, nhưng mà cái nón đó rất là thời trang. Hai người mới đi ra phải không bác? Mà hai bác đi xe màu gì vậy? Đi xe màu đen. Màu đen phải không? Nếu như vậy thì bác có thể mua một chiếc nón màu xám. Dạ như vậy là tông sượt với tông, rất là thời trang. Còn nữa nè, trên nón nó còn vẽ rất là nhiều hoa văn. Nếu mà bác thích đó
bác có thể mua chiếc nón về mang ra cửa hàng, người ta sẽ vẽ hoa văn cho bác theo đúng ý thích của bác. Như vậy là rất là thời trang, nhiều màu sắc. Bác thấy đẹp không? Nhưng mà tôi nói ông nghe nè, đã mua nón xấu á, rồi đã nói nó còn lấy lẹ rồi. Bây giờ mình mua được cái nón đẹp mà mắc tiền vậy trời, nó còn lấy lẹ nữa. Mất hết hai cái rồi đó. Còn nói hai bác nghe nè, cái chuyện mà mất nón thì có rất là nhiều nguyên nhân. Nếu như mà hai bác đi xe đó, bác mang theo chiếc nón bên mình thì đâu có mất được. Như vậy là con khuyên hai bác là chỉ cần mua nón làm sao mà đủ chất lượng, đủ tiêu chuẩn. Như vậy là ok nhất rồi. Vậy thì là tôi nói với bà nha, mua nón phải lựa cái chỗ cửa hàng nào có uy tín chất lượng, đừng có ham giá rẻ mà mua. Đúng rồi. Chứ cái thứ hai là tôi với bà đi lựa hai cái nón màu xanh đen. Sau đó mình đi vẽ hay là dán một con heo vàng lên trên đó để chi biết không? Là kỷ gì? Niệm năm Hội toàn quốc đội nón bảo hiểm đó. Tôi có nhiều ý kiến về chung quanh về cái vụ mà đội nón bảo hiểm, nhưng mà tôi thấy trên hết đó là gì? Vì bản thân mình bị mình thấy thoải mái nè, và là mình còn bảo đảm cho sức khỏe, cho tính mạng của chính bản thân mình nữa, đúng không? Đúng. Vậy thì mình cứ quyết định vậy đi. Cho vậy đi. Những chiến binh rừng xác trẻ trung sức vóc thuở nào, hôm nay mái đầu đã ngả bạc. Nhà Bè, sông Thị Vải, Cần Thạnh, Bến Lội, Gò Dầu, tất cả như vẫn còn đó, mà lại cũng đã đổi thay đến không thể nhận ra. Ở vào lứa tuổi này, ký ức đã trở thành thứ châu báu, bạc vàng vô giá. Những cựu chiến binh đặc công rừng xác có quyền tự hào vì đã kịp làm rất nhiều việc để những trang sử vàng 10 năm đánh Mỹ của đơn vị mình không bị phai mờ với thời gian. Các chú, các bác đã góp công sức xây cất nên ngôi đền thiêng ở huyện Nhơn Trạch. Với tượng đài này đã giúp cháu con hình dung ra khí phách của người vào trận năm xưa. Các chú, các bác viết sách kể lại một thời trai trẻ của mình. Cũng đã có hàng chục bộ phim được quay, không chỉ kể về chiến tích ngày hôm qua mà còn dành ngợi ca tinh thần rừng xác vẫn sống đến hôm nay. Trong kho tài sản tinh thần này, các bác các chú còn lưu giữ cả một bộ ảnh được chụp ngay nơi trận mạc. Nó sẽ mãi mãi là chứng nhân của thời gian. Trong những bức ảnh này có rất nhiều người lính rừng xác còn may mắn sống đến hôm nay. Ngày còn chiến tranh, anh chị em cứ nghĩ rằng hòa bình rồi mọi chuyện sẽ ấm êm vui vẻ tất cả. Mỗi bức ảnh bây giờ nhắc nhở họ nhớ tới khí phách cao cả, tinh thần đồng cam cộng khổ, mối kết bạn máu thịt với đồng bào của mình. Những phẩm giá ấy đã trở thành điểm tựa cho anh chị em chống trả lại mọi thử thách và cám dỗ trong cuộc sống ngày hôm nay. Trong số 875 liệt sĩ rừng xác, nhiều người cũng có mặt trong những bức ảnh này. Họ ra đi từ những miền quê nghèo mà việc chụp ảnh tựa như một điều xa xỉ. Họ đâu ngờ rằng làm quen với ống kính máy ảnh lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng trong đời. Anh chị em cứ trẻ như thế với tuổi đôi mươi, ánh mắt nụ cười đầy ắp niềm tin yêu kia luôn nhắc nhở mọi người lẽ sống cao cả, mà vì nó anh chị em đã không tiếc nuối tuổi thanh xuân. Mọi người đều biết là quyển hồi ký một thời rừng xác của anh ấy là kết quả của những năm tháng anh lăn lộn cùng anh em đồng đội ở rừng xác, nhưng chắc rằng là những cái bức ảnh thì cũng có tác dụng phần nào để gây thêm cảm hứng về cái quyển sách này. Viết tập hồi ký này, ý định của tôi là nói lên cái người thật việc thật của trong cái chiến đấu của đường sắt. Trong lòng mình cũng đã có suy nghĩ, cũng nghe năm rồi,
Nhưng mà thật ra những cái hình ảnh sống động này đó, ví dụ tôi đã đưa vào tập hồi ký hết rồi, tất cả mấy chục cái ảnh tôi đưa vào tập hồi ký hết. Cho nên những hình ảnh sống động này nó làm cho tôi càng hình dung rõ hơn, và từ đây nó tạo một cái niềm xúc cảm, nó trong cái cảm hứng của mình để mình viết cho anh em với cả tả tâm động. Những bức ảnh đã tham gia vào cả quá trình sáng tạo để những khối đất đá lạnh giá cũng mang hơi ấm máu thịt con người. Đề xuất ra cái phát thảo tượng này đó, thì đúng là trong cái tâm tư của tôi đó, cũng có suy nghĩ rằng làm thế nào cái những cái tượng này nó phải giống những cái chiến sĩ của mình, nhất là như mấy con Mao phải mang tên những liệt sĩ đã hy sinh, nhất là không có hài cốt nữa, nhưng mà để lại cho lịch sử cái mai sau mình đánh thật là chiến sĩ. Tôi cũng không ngờ là đạt tới một cái dáng dốc đó. Nó cũng là giống giống như những cái tư liệu mà anh có. Thật ra không phải là không phải tôi nhìn vào đây để mà tôi làm, không phải, nhưng mà tự nhiên một cái phong cách của tượng đài, cái ngôn ngữ của điêu khắc tôi làm ra sao mà tự nhiên nó giảm dở, nó cũng giống tựa tựa đó hết trơn, mà ai cũng nói như thế. Thì thấy thật ra cái này một cái điều thật là lạ, và tôi cũng mừng là tôi đạt được cái yêu cầu này. Những bức ảnh càng trở nên thiêng liêng quý giá hơn khi được trở về giữa hương hoa, nhang khói, giữa giọt nước mắt và nụ cười của những người thân yêu, ruột già vẫn đỏ mắt trông đợi các anh. Bài cái nó ghi lại những cái tư liệu về kỹ thuật, về chiến thuật đặc công mà nhiều người chưa biết đấy. Nhưng mà quan trọng là nó ghi lại hình ảnh con người. Ví dụ như đây à, đồng chí Hà Quang Vóc là anh hùng quân đội, quê ở Quảng Ninh. Khi gia đình mà muốn làm đập thờ con không có cái ảnh, được tin á, mà gia đình muốn dựng cái tượng ở Quảng Ninh ấy, kêu đứa em ra ngồi để làm mẫu, thì tôi mới gửi cái ảnh này chứ Hà Quang Vóc ra. Gia đình có nguyên cái ảnh hình con, nhìn cả gia đình họ tập rất mừng là có cái ảnh này, chứ nó không có thì không còn nữa. Hay là đồng chí Nguyễn Công Bao, đây, liệt sĩ Nguyễn Công Bao đây, mà vợ là một giáo viên là chị Hiệp ở tận ngoài Quảng Ninh đó. Như là chỉ bây giờ muốn thợ chồng không có cảnh gì hết. Những mét phim tư liệu này ghi lại lần chị Hiệp vào Nam nhận hài cốt của chồng chị, liệt sĩ Nguyễn Công Bao. Bà con cô bác mới phát hiện được sau 1/4 thế kỷ kể từ ngày anh hy sinh. Những di vật ít ỏi người ra đi còn để lại đặt bên cạnh bức ảnh anh chụp ngày nào, là phép tính cụ thể cái giá máu xương phải trả cho mỗi ngày yên hạn thanh thản hôm nay. Mỗi lần tiếp xúc với bộ ảnh, chúng tôi vẫn đinh ninh tin rằng chúng đã được gom tích do nhiều phóng viên nhiếp ảnh đi theo trung đoàn 10 đã ghi lại. Thành thử chúng tôi đã ngạc nhiên khi được biết từng ấy bức ảnh là của một tác giả, tên ông là Văn Sáu. Chúng tôi đã tới các câu lạc bộ nhiếp ảnh nhưng không một ai trả lời đích xác hiện nay ông còn hành nghề không, ông đang ở đâu. Lại phải nhờ cậy đến đại tá Lê Bá Ước. Sau chiến tranh, ông Văn Sáu đã chuyển qua nghề phát hành sách tại thị xã Bình Dương. Nhưng ông Văn Sáu cũng đã nghỉ hưu cả chục năm nay để trở về sống tại vùng quê yên tĩnh, trong lành như ý nguyện của những người già. Sao đầy thời gian sáu cũng là một chứ vậy? Ờ. Rồi xuống đây có bạn bè đấy. Dạ. Phải không? Chà, hai bà. À, xa quá rồi. Xa đâu. Giờ hai bà khỏe quá mà. Tôi giờ vậy nè. Đó. Cái ổ của tôi đó. Mà anh bãi chị bãi ngầu uống nước. Một cháu tay dẫn anh đi, hồi nãy nó chết ông lên. Mấy đứa cháu rồi? Nhiều. Cháu có tiếng gì? Còn tôi mới phóng ra. Phóng nằm ảnh to ra. Tôi bao nhiêu buồn đêm? Nói. Ông có còn nhớ cái này không? Nhớ chứ, phim cái đó là học ảnh. À, học ảnh nha. Học ảnh, mà trong đó đừng phim.
Bây giờ tôi mới nhắc lại cho ông nghe này nè. Trong cái chiến dịch Quang Trung Nguyễn Huệ năm 72 đó, thì ông ở trên đường dòng xuống cùng với tôi ở dưới trong ngọn mời đường sát. Mình đã ghi lại những hình ảnh chiến tranh. Mà thiệt ra đến khi giải phóng về một thời gian quên mất, không biết chị ông ở đâu nữa. Rồi tôi mới viết lại những cái tư liệu ở đường sát, viết vào cái đường sát. Tôi mới nhớ tôi tìm ông. Thì anh nhớ không? Anh nhắn qua bên Đồng Nai với tôi, nói chỉ khi nào bảy ước sang á, tôi mới giao cái phim này. Phân công đi công tác dữ lắm. Đi hết chỗ này đi chết. Toàn là đi chiến trường không, đi chiến đấu không à. Đi kho bông, đánh kho bông Long Bình nè, đánh sân bay Biên Hòa nè. Chứ anh nhớ không? Cái trung đoàn 75 mà đánh pháo bên đó. Rồi đi tụi nó có kích nữa, chụp nhiều lắm. Rồi E-33 nữa, nó đánh tụi gì? Sư Người Toán, tụi Thái Lan á chứ. Anh nhớ đánh cái đường Hoàng Gia Thái Lan. Hoàng Gia Thái Lan á. Đi mà chụp nhiều lắm, nhưng mà để phim để bệnh. Sao không biết lạc nó mất hết. Tôi anh Sáu đợt mà anh về với anh em trung đoàn 10. Anh ở đấy độ bao lâu? Cái đợt mà xuống đoàn 10 á, khoảng tháng mấy, gần 2 tháng mới về. Xong hết cái đợt rồi, tổng kết chiến dịch rồi mới trở về. Trong khoảng thời gian ấy thì anh cũng gặp nhiều cái tình huống ác liệt. Nhiều chứ. Gặp nào là trực thăng tụi nó đổ quân nó chụp, rồi bom, rồi pháo. Nhiều, ác liệt nhiều thời kỳ đó. Còn luôn luôn lúc nào ở trên trời cũng máy bay hết. Thế hiện nay trong ở gia đình anh có giữ được những cái bức ảnh nào anh chụp hồi trai trẻ tham gia kháng chiến chống Mỹ vừa rồi không? Hồi nào giờ đi không có chụp riêng tấm nào hết, chỉ lo chụp cho anh em thôi. Thành nhưng mà có nhiều thằng nó chết rồi trước khi nó mà không chụp được nó mình vẫn hối hận. Nhưng mà đến bây giờ thì được chụp được tấm để bàn thờ. Nhơn Trạch là mảnh đất ấp ủ nuôi dưỡng các chiến sĩ đặc công rừng xác, cũng là mảnh đất nối liền căn cứ rừng xác với chiến trường miền Đông. Không phải là vô cớ, trong khói nhang tưởng niệm ở nơi đây, hồn thiêng của các liệt sĩ đặc công đã sum vầy cùng linh hồn những người con trai, con gái, anh hùng của vùng quê Nhơn Trạch. Sông Thị Vải đến Phước Thái đây. Ông lấy vợ. Gần 30 năm trước, một nhóm trinh sát đặc công rừng xác đã đón ông Văn Sáu ở nơi này. Thuở ấy, ông là phóng viên ảnh của Ban tuyên huấn mặt trận Bà Rịa Vũng Tàu. Về rừng xác, phóng viên Văn Sáu cũng không ngờ ông sẽ là chứng nhân của những trận đánh được ghi vào sử sách trong mùa khô năm ấy, như bắn phá kho bom đạn ở thành Tuy Hạ, thiêu hủy kho xăng Nhà Bè, chặn tuyến giao thông huyết mạch của địch từ cảng Vũng Tàu tới cảng Sài Gòn. Đi là ba chiếc, một chiếc đi trước, một chiếc đi sau, nhưng mà mấy ông chèo ghe, cứ mấy ông sanh hoạt, cứ có gì cứ ngồi im trên ghe, giọt xuống mình chết luôn, mình đâu biết lỗi, mà đi mang máy, mang đồ, mang này, mang kia, đủ thứ hết nè. Rồi chèo ghe nước dần lửa, xanh đó, tôi sợ ghê lắm rồi. Anh thấy không, cái đó là gì đây là nước mặn. Nước mặn cũng như ở Vũng Tàu đó, cho nên là nước mặn, độ mặn rất cao.
cho nên là cái lưng tinh nó sáng ra. Cho nên nào đó anh em nó chơi nó là ta công đường sát rồi nó đáy ra lửa. Đúng đáy ra lửa. Đúng rồi, lưng tinh. Giờ anh nói nhắc khoa học tôi mới nhớ lưng tinh đó. Thì bây giờ thế này nè, anh như tôi đã từng chụp những ảnh ở đây nè. Em nhưng mà hầu tôi anh có sách chiếc ghe đi đây nè, chạy riết dòng mà. Tôi lái cô Lê Tông tôi chở bốn người để chở chạy, chạy dọc dọc đây nè, chạy đi đây nè, lúc ở trên là tụi nó xe nó chạy nhưng nghe ông nó chạy tôi ổng đi dưới này nè, đi đây nhưng thấy không, trung đoàn trưởng này giờ nó lái cô Lê Tông ngáy mấy đôi tôm đã không? Nhờ cái cờ ba quê. Gắn cờ ba quê Nguyễn Trang chạy mấy ngày mà. Không có gì khác biệt giữa anh phóng viên Văn Sáu sông Sáo dốc vác nơi trận mạc với ông Sáu Nẩy quanh quẩn nơi thôn xóm ruộng vườn hôm nay. Giống như hàng triệu người lính bình thường, chiến tranh kết thúc, trao lại cây súng, anh em tìm về với nguồn vui của những vụ lúa sản lượng cao, những vụ quả trái sum suê. Ông Sáu Nẩy thanh thản với phận sự của người cha, người ông. Chào bác. Zidane. Chào bác. Zidane. Hàng nghìn bức ảnh chụp cảnh trận mạc, hàng chục năm dòng vào sống ra chết, nơi hòn tên mũi đạn không phải là cái cớ để ông đòi hỏi chức tước bổng lộc. Bà con trong xóm ngoài làng yêu mến kính trọng ông vì tuy sống bần hàn, ông vẫn giữ trọn tình nghĩa đầy đặn thủy chung với mọi người. Chỉ vào những phút giây cô đơn nhất trong ký ức của ông, bỗng nôn nao xáo động những kỷ niệm khó quên của một thời trai trẻ. Khu du lịch sinh thái Cần Giờ ngày càng cuốn hút khách thập phương. Cầu dần xây đã xây xong. Chào mấy chị, chào mừng. Nhớ anh Sáu này không? Hồi đó là phóng viên giúp ảnh làm cái bộ ảnh của đồng mười đó. Người thấp thấp luôn lúc thành tích cho anh em đồng mười đường sát. Thì đây là cái truyền thống xin là kính tặng anh Sáu. Vinh dự quá. Được phải à? Lâu lâu gặp lại người nào mới già hết á. Tái thấp xuống. Mấy chục năm trước, ý chí vượt khó, vượt khổ, lòng quả cảm của người lính đã tạo nên cảm hứng cho những bức ảnh, những bài thơ, bài hát ra đời. Đến lượt mình, sự xuất hiện của những chiếc ống kính máy ảnh, máy quay phim của lời ca, điệu múa tại nơi trận mạc đã có sức cổ vũ, trợ giúp tinh thần người lính trước phút lâm trận. Cuộc gặp mặt giữa ông Văn Sáu với các cựu chiến binh rừng xác hôm nay là một minh chứng sinh động cụ thể cho mối quan hệ thiêng liêng này trong nền văn hóa nghệ thuật của chiến tranh. Mái tóc trên đầu, làn da trên mặt đều không chịu nổi sức tàn phá của thời gian, chỉ có màu xanh của cây rừng và ký ức về những năm tháng tuổi trẻ là vĩnh viễn xanh tươi, rạng rào sức sống. Cùng tiếp dụ lắm con nước rồi. Thông qua quyết tâm để đánh tổng kho xăng nhà bè đó, đứa nào cũng đẹp hết.
quý khán giả, ở tập 17, Linh Lan phải lâm vào tình huống khó xử khi hai chàng trai Hoàng và Lâm Thái đều tỏ ra quan tâm đặc biệt và luôn tìm cách thể hiện tình cảm của mình với cô gái xinh đẹp, nhiều nghị lực. Bên cạnh đó, hai đứa con riêng của mẹ kế là Lan và Cúc đã quyết tâm hãm hại Linh Lan khi thấy cô càng ngày càng được nhiều người yêu mến. Linh Lan sẽ xử sự ra sao? Mời quý khán giả xem tập 18 của bộ phim. Chú đã nói gì với Linh Lan chưa? Thì cậu cứ hẹn với nó luôn đi. Chiều mai Linh Lan thu xếp để đi với tôi. Mấy tấm hình tôi chụp cô hôm bữa đã được công ty quảng cáo chọn rồi. Thiệt hả? Nếu khách hàng ok, cô sẽ là gương mặt tiêu biểu đại diện cho một hãng nước chấm. Hình của cô sẽ được quảng bá khắp mọi nơi. Trên các tem nhãn của mỗi chai nước chấm cũng có hình của cô nữa. Bộ phim Linh Lan Cắn đang được trình chiếu trên tạp chí Văn Nghệ vào mỗi sáng Chủ nhật, hiện đang được nhiều khán giả đón xem. Đây cũng là phim truyền hình dài tập đầu tiên của đạo diễn trẻ Bùi Tuấn Dũng. Bên cạnh nhân vật chính Linh Lan, vai Lâm Thái của ca sĩ Châu Gia Kiệt cũng để lại khá nhiều ấn tượng với khán giả bằng nét diễn xuất mộc mạc, chân thành. Trong tạp chí Văn Nghệ kỳ này, chúng tôi mời quý khán giả gặp gỡ với ca sĩ diễn viên Châu Gia Kiệt, người thủ vai Lâm Thái trong phim. Bây giờ Kiệt có thể cho khán giả truyền hình biết là bộ phim Linh Lan Trắng là bộ phim thứ mấy mà Kiệt đã tham gia vậy? Phim Linh Lan Trắng này thật ra là cũng là phim thứ hai mà Kiệt tham gia rồi. Tham gia phim Linh Lan Trắng dài 32 tập. Thì phim này kéo dài tới suốt là 5 tháng. Thì cái một cái thời gian cũng rất là dài và cũng là nó lớn và luôn cái việc ca hát. Nhưng mà Kiệt kể thôi kệ, bây giờ mình cũng tự ráng sắp xếp qua sắp xếp lại cho hai công việc để mình có thể mình tham gia một cái lĩnh vực thứ hai của mình một lần nữa thứ hai, coi mình có làm tốt hay không. Cơ duyên nào mà Kiệt lại tham gia bộ phim Linh Lan Trắng? Thì khi mà bên hãng phim lại mời Kiệt lên trận cát phim, thì lần đầu tiên thì Kiệt cũng vô trọng Kiệt gặp anh Bùi Tuấn Dũng, thì cũng nói chuyện với anh bình thường vậy thôi chứ không có gì hết. Thì anh kêu lấy kịch bản ra cho coi xong tự diễn cho anh coi thử một hai đoạn. Thì về thì ảnh mới gọi điện nói là em rất là hợp với cái vai này, cho nên em phải cố gắng đi. Thì lúc đó thì Kiệt mới nghĩ thôi, có một cái cơ hội là một lần nữa thì bây giờ mình thử mình làm thêm một lần nữa như thế nào. Nhân vật Lâm Thái là một chàng trai coi như là trong phim thì tương đối là giống Kiệt. Vậy thì điều gì để mà Kiệt hóa thân một cách rất là dễ dàng như vậy? Và nhân vật Lâm Thái đã để lại cho Kiệt những ấn tượng như thế nào? Cái vai này á, là Kiệt thấy là từ ngoại hình với lại cái phong cách thì là nó đã hơi giống Kiệt rồi. Tại vì cái vai anh Lâm Thái này á, là một cái người từ nước ngoài về, mà anh này là thầy giáo mà dạy về nhạc á. Anh về anh công tác ở Việt Nam và anh dạy nhạc ở một cái trường nhạc. Rồi sau đó anh lại tình cờ một cặp một cái cô gái, mà cô gái này rất là dễ thương và rất là giỏi nữa. Cho nên anh cố tìm cô gái này là phát hiện ra cái tài năng cô gái này. Anh đào tạo cô gái này được hát hò, được ca hát là một cái người rất là tốt. Nhưng mà anh chàng này là đào tạo riết thì anh lại thương cô gái này. Thương nhưng mà lại cô gái này lại không có, nói chung là thích thì cũng có thích, nhưng mà lại yêu thì chắc chắn lại không có yêu ông thầy giáo được. Qua Linh Lan Trắng với vai Lâm Thái thì Kiệt đã hài lòng bao nhiêu phần trăm diễn xuất của mình trong phim này? Thì chắc chắn là Kiệt cảm thấy là mình hài lòng được hơn cái phim trước. Cũng nhiều á chứ không phải là ít đâu, hơn nhiều. Nhưng mà nếu mà có một cái cơ hội nữa thì Kiệt tham gia một cái phim khác nữa thì chắc chắn sẽ làm tốt hơn nữa, sẽ có kinh nghiệm nhiều hơn nữa. Chuyện làm phim thường có những kỷ niệm rất là vui, cũng có những kỷ niệm rất là buồn. Trong Linh Lan Trắng có những kỷ niệm nào mà Kiệt có thể kể với khán giả được không? Chắc chắn là có vui có buồn rồi, nhưng mà Kiệt thấy hầu như là khi mà làm vô công việc á thì anh Dũng ảnh rất là nghiêm khắc cái công việc, từ kịch bản hay là khúc diễn thì anh bắt kịp hay là các diễn viên khác cũng vậy, tập rất là kỹ rồi bắt đầu mới quay chứ không có ào vô quay liền. Thì anh kỹ từ, thì thấy là kỹ từ trang phục, từ thoại và từ phong cảnh về ánh sáng, anh rất là kỹ. Thấy anh làm việc rất là chuyên nghiệp,
thì mình cũng vậy, mình là một người ca sĩ mà chuyển qua diễn viên thì mình cũng nên cần một cái người như vậy để làm chi, để mà khi mà có một cái người như vậy người ta gò mình thì chắc chắn mình sẽ làm tốt hơn. Hiện nay có một số ca sĩ tham gia đóng phim để một phần đánh bóng tên tuổi của mình nữa, với Kiệt thì điều đó như thế nào? Nói chung là cái xu hướng bây giờ Kiệt thấy là hầu như là ca sĩ cũng có một số người cũng chuyển qua đóng phim nữa. Nhưng mà đối với Kiệt á, thì nãy Kiệt cũng đã nói là lĩnh vực mà điện ảnh là Kiệt cũng thích từ hồi nhỏ, là một cái lĩnh vực mà Kiệt thích thứ hai. Cho nên là sẵn cái dịp này á, là mình tham gia mà thử sức mình là để đóng phim. Nhưng mà ở đây là không phải là một cái cuộc dạo chơi, mình dạo chơi nhưng mà mình sẽ làm hết mình. Hiện nay có vẻ là Châu Gia Kiệt đang rất là đam mê điện ảnh rồi đó. Vậy thì nếu như sắp tới có một vai diễn nào đó thì Kiệt ao ước sẽ thể hiện những vai diễn đó như thế nào? Nếu mà được tham gia một cái vai mới nữa, Kiệt đang ấm ức mà cũng rất là thích nữa. Từ xưa giờ thích lâu lắm rồi. Không có tham gia một cái vai mà vừa có cá tính chút xíu. Là cá tính như thế nào? Là người đàn ông đó vừa bụi đời chút xíu, lãng tử, hơi có hành động chút xíu, rồi đôi lúc là cũng có hơi tưng tưng nữa. Vậy đó, một cái vai mà nó được mở rộng mà cái cách diễn của mình, thì chắc chắn là Kiệt đang thích được một cái vai như vậy lắm. Tạp chí Văn Nghệ cảm ơn Châu Gia Kiệt vì buổi trò chuyện hôm nay, và xin chúc bạn sẽ sớm có những vai diễn như mà mình mong muốn trong tương lai rất là gần. Qua cái cuộc giao lưu ngày hôm nay, trước mắt á là Kiệt xin cảm ơn là đài truyền hình, mấy cô chú anh em trong ban biên tập đài truyền hình TFS đã tạo điều kiện cho Kiệt có cuộc giao lưu phỏng vấn ngày hôm nay. Và thứ hai nữa là Kiệt muốn là gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị và các bạn khán giả fan hâm mộ từ xưa đến giờ mà đã ủng hộ cho Kiệt suốt thời gian qua, từ xưa qua trước cho tới ngày hôm nay, và đã lúc nào cũng động viên và giúp đỡ cho Kiệt, theo dõi Kiệt hàng ngày từng bước đi. Và Kiệt cũng rất là vui, mà nếu mà Kiệt vui và mừng hơn nữa là quý vị các bạn tiếp tục ủng hộ cho Kiệt nữa, thì chắc chắn là trên cái con đường nghệ thuật của Kiệt thì Kiệt càng ngày càng là giống như là có tinh thần để sẽ đi xa hơn nữa. Thưa quý khán giả, phần giao lưu với ca sĩ Châu Gia Kiệt đã kết thúc tạp chí Văn Nghệ sáng nay. Hẹn gặp lại quý khán giả trong tạp chí Văn Nghệ kỳ sau, phát sóng vào sáng Chủ nhật ngày 23 tháng 12 năm 2007 trên kênh 7 HTV với những tiết mục chính như Kính Đa Trồng Thời Loạn Nét, phim truyện Linh Lan Trắng tập 19, trò chơi truyền hình Đi Tìm Ẩn Số cùng nhiều tiết mục thú vị khác. Mời quý khán giả đón xem. Thân ái chào tạm biệt.